Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trước tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hơn, thì những ảnh hưởng mà nền kinh tế Việt phải gánh chịu không khó để nhận thấy. Trong đó thì tài chính là một trong những vấn đề khiến cho người kinh doanh lo ngại. Để hỗ trợ cho khách hàng thì hệ thống ngân hàng Việt đã có những động thái gì và liệu đã thực sự chạm đến nhu cầu của người dùng hay chưa? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Tạp chí Ngân hàng tuần này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Một trong những khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đó chính là hàng hóa ách tắc, sản xuất kinh doanh bị đình trệ, hàng hóa đi không bán được hoặc là có đầu ra thì lại thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào. Dòng tiền thiếu hụt, không thu hồi được để thanh toán nợ vay ngân hàng. Vì vậy mà miễn giảm lãi vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là giải pháp vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra nhằm hỗ trợ cho các khách hàng chịu ảnh hưởng. Thực hiện giải pháp này thì các ngân hàng đã vào cuộc tích cực với nhiều gói tín dụng lớn với chính sách thiết thực cho khách hàng của mình. Vậy cụ thể ra sao? Xin mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc đưa ra những gói giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 thời gian vừa qua, đại diện ngân hàng Vietcombank cho biết, ngân hàng đã giảm lãi suất lên tới 1-1,5% cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng. Bên cạnh đó, ngày 20 tháng 3 vừa qua, Vietcombank đã chính thức ra văn bản triển khai việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách vay. Đây là bước đi tiếp theo trong nhóm các giải pháp hỗ trợ tổng thể đối với khách hàng của Vietcombank chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chỉ đạo hết sức là quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ngay khi dịch COVID-19 mới bùng phát thì Vietcombank đã có những cái chính sách, trong đó là thực hiện giảm miễn lãi ở cái mức sâu là từ 1-1,5% đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng khó khăn do dịch COVID-19, và đồng thời đã thực hiện cơ cấu lại nợ cũng như cho vay mới. Chẳng hạn như đối với Vietcombank thì mức giảm miễn lãi là từ 1-1,5% đối với Việt Nam đồng và 0,5% đối với dư nợ là ngoại tệ. Cái thứ hai là doanh nghiệp được giãn nợ, hay nói cách khác là được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Đối với về phía ngân hàng thì đây cũng chính là những cái hành lang pháp lý để ngân hàng một mặt là thực hiện là cơ cấu lại thời hạn trả nợ mà không chuyển nhóm nợ, nghĩa là không phát sinh đột biến về nợ xấu. Cái thứ hai cũng là cái điều kiện để các ngân hàng là tiếp tục là cho vay mới đối với những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch mà có khả năng trả nợ theo cái thời gian và cái phương án vay mới. Trao đổi với báo chí, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, để hỗ trợ cho các ngân hàng, vừa qua Ngân hàng Nhà nước cũng đã vào cuộc kịp thời thông qua việc đưa ra thông tư số 01 năm 2020 ngày 12 tháng 3 vừa qua, nhằm giúp các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ cho các khoản vay đến nợ và trả cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Từ khi có dịch, ngành ngân hàng đã có những biện pháp hỗ trợ, chia sẻ khó khăn như giảm lãi vay, khoanh nợ cho khách hàng. Ngân hàng đã chia sẻ lợi nhuận của mình với doanh nghiệp. Tiếp tục tạo cái điều kiện để cho doanh nghiệp có vốn, không bị chuyển nhóm nợ, vẫn tiếp tục quan hệ vay vốn bình thường ở các tổ chức khác. Tức là sẽ tiếp tục có vốn để tổ chức thực hiện cái sản xuất kinh doanh. Và cái thứ hai nữa là có căn cứ để các ngân hàng thương mại không chuyển nhóm nợ, rồi thì có cái điều kiện để các ngân hàng thương mại mạnh dạn giảm lãi vay. Và cái thời hạn có thể nói cũng, chúng tôi cũng cân nhắc là rất, có thể nói cũng rất là dài. Tính là một năm sau khi kể từ cái món vay, cái thời hạn vay cuối cùng. Ví dụ trong một khoản vay mà có 5 lần trả nợ, thì cái lần trả nợ cuối cùng để tất toán cái khoản vay đó, đấy, để tính cái thời điểm để cơ cấu cho những cái khoản trả nợ trước đó thì được kéo dài thêm một năm. Đồng chí đọc trong cái thông tư, đồng chí sẽ thấy rất rõ, có thể nói là một cơ chế rất là mở và rất tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thông tư còn đưa ra quy định đối với vấn đề miễn giảm lãi phí của các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng, trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cho nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi của khách hàng. Yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai nghiêm túc thực hiện cái thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước ban hành trong việc miễn giảm lãi, cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng. Đồng thời là còn có một cái nữa là các tổ chức tín dụng đã đăng ký hiện nay như vậy là hơn 285.000 tỷ là đăng ký cái doanh số cho vay đối với cả các doanh nghiệp, và sau khi phục hồi mà có nhu cầu vay vốn đầu tư những dự án sản xuất có hiệu quả
Thì như vậy điều đó thì khẳng định là ngành ngân hàng sẵn sàng đủ vốn để đáp ứng cho nền kinh tế sau khi mà dịch bệnh này được chấm dứt, hoặc là trong thời gian dịch bệnh mà xảy ra thì các tổ chức doanh nghiệp mà có nhu cầu vay vốn và khả năng đảm bảo trả nợ, chứng minh được là cái nguồn là nguyên liệu đầu vào và nguồn tiêu thụ, hoặc là đặc biệt tập trung vốn vào cho những doanh nghiệp sản xuất phục vụ cho nhu cầu trong nước. Để tiếp tục hỗ trợ khách hàng chống dịch COVID-19, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong thời gian tới, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đang cân nhắc đến việc điều chỉnh giảm lãi suất điều hành, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng có thêm các nguồn lực, có nguồn vốn với giá rẻ hơn để chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đang phối hợp với các bộ ngành liên quan, tích cực, khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý nhằm tạo điều kiện cho cả tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp trong việc khắc phục khó khăn, thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đang tiến hành các thủ tục để ban hành cấp thông tư hướng dẫn các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch. Ngày 12 tháng 3 vừa qua, thì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành thông tư số 01 năm 2020 quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thông tư quan trọng này sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 13 tháng 3. Tuy nhiên, thì việc giãn nợ, giảm lãi đã thực sự đủ để cứu doanh nghiệp hay chưa? Xin mời quý vị theo dõi thông qua phóng sự sau đây. Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng phải có phương án nghiên cứu, phân định loại nợ, xác định nợ, đánh giá nguy cơ nợ xấu tiềm ẩn, hoãn, giãn, tái cơ cấu thời hạn trả nợ, hỗ trợ doanh nghiệp ở tình thế khó khăn. Qua đó, các tổ chức tín dụng sẽ xem xét để giảm lãi, giãn nợ cho khách hàng là doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, việc giãn nợ, giảm lãi là việc làm cần thiết nhưng chưa đủ. Dĩ nhiên là cái việc mà các ngân hàng giãn nợ rồi giảm lãi, khoanh nợ, giãn thời hạn trả nợ cũng như là không chuyển nhóm nợ là cái điều mà rất tốt, rất tích cực cho các doanh nghiệp mà đang gặp khó khăn. Thế nhưng mà các doanh nghiệp đang gặp khó khăn đó, họ cần nhiều hơn những cái đó. Thứ nhất là họ cần bổ sung cái nguồn vốn của họ. Thì cái vấn đề mà giãn nợ, giảm nợ thì nó thuộc về những cái món nợ trong quá khứ. Còn cái những cái món nợ trong tương lai của họ thì họ cần phải có những cái chương trình cho vay ưu đãi của ngân hàng, từ việc mà lãi suất hạ cho đến tất cả những cái điều kiện nó thuận lợi hơn. Và đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà không thể vay nợ được ngân hàng. Việc giảm trực tiếp đối với các cái khoản lãi suất cho vay đầu ra là một cái cách làm trực tiếp đối với những doanh nghiệp có vay ở các cái ngân hàng, và đó là một cái tín hiệu rất tốt, nhưng mà chưa đủ. Bởi vì nó sẽ có tác dụng cho những cái người mà có những khách hàng có nhu cầu vay, và những cái khách hàng mà có nhu cầu bắt buộc phải vay để thực hiện cái tái sản xuất cũng như là bù đắp những cái phần của họ đang chưa được ổn định. Thì đây là cái điều rất tốt, nhưng mà nó cũng chưa đủ, mà còn cần phải có một cái giảm chung về các loại chi phí cho doanh nghiệp, trong đó những chi phí như là các loại phí của ngân hàng cũng nên giảm hoặc miễn cho người ta luôn. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước hạ đồng loạt lãi suất cơ bản. Theo đó, các ngân hàng thương mại cũng nhập cuộc hạ lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn từ 1 đến 6 tháng. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng Vietnam đồng đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại thông tư số 39 cũng giảm từ 6% một năm xuống 5,5% một năm. Thời gian qua, nhiều ngân hàng cũng đã tung ra các gói cho vay với lãi suất ưu đãi, nhưng đa phần chỉ dành cho các khoản vay mới. Nhiều doanh nghiệp họ đang chờ một cái cơ hội mới để mà phát triển trong thời gian tới, đặc biệt là họ chờ các cái gói kích thích mới của chính phủ, họ chờ những cái dịch bệnh lần này để nó trở lên là nó kiểm soát tốt hơn. Thì chúng ta thấy rằng là bản thân các doanh nghiệp đó, thì để mà tiếp cận vốn trong thời gian tới thì rõ ràng chúng ta thấy là cái động tác lần này của Ngân hàng Nhà nước cũng đã hỗ trợ rất lớn về cái dòng tiền, về cái thanh khoản Việt Nam đồng cho thị trường. Thì các doanh nghiệp có thể nói rằng là họ chỉ hưởng lợi đối với các cái khoản vay mới, thì hy vọng rằng là cái lãi suất cho vay trong thời gian tới nó sẽ giảm đi. Còn đối với những cái hợp đồng vay cũ thì có thể nói rằng là rất khó để mà ngân hàng họ hỗ trợ để họ giảm cái lãi suất cho vay, chỉ trừ khi đó là đối với những cái lĩnh vực, đối với những cái khách hàng mà họ phải chứng minh được cái thiệt hại của họ từ cái Covid-19 lần này
và cái sự hỗ trợ nó phải tùy theo từng cái hồ sơ một. Trong bối cảnh làm ăn khó khăn hiện nay, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hầu hết các doanh nghiệp đều cố xoay sở để nuôi bộ máy, giải quyết các vấn đề quyền lợi cho người lao động, cũng như trả lãi cho các khoản vay trước đó, chứ chưa tính đến việc vay mới. Do đó, các gói hỗ trợ cho vay với lãi suất thấp được nhiều ngân hàng tung ra thời gian qua không có nhiều tác dụng. Nhưng mà thực tế, có đầu ra thì mới có đầu tư, mà có đầu tư thì phải đi vay tiền, mà không có đầu tư thì đương nhiên doanh nghiệp và nhỏ cũng chưa cần phải vay tiền, vì còn đang sống ở cái này thì chưa cần phải vay tiền. Thứ hai nữa là ảnh hưởng rất lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vừa rồi ban chấp hành của hội chúng tôi cũng họp là các doanh nghiệp nếu mà nhà nước không có chính sách cụ thể rõ ràng ngay ấy, mà cứ chờ hướng dẫn thì các doanh nghiệp sẽ chết và sẽ bị vào vi phạm luật về cái bảo hiểm xã hội. Tại vì làm các doanh nghiệp nhỏ, các doanh nghiệp lớn lại khi làm thuế thu nhập thì có lời mình đóng thuế nhiều ít, nhưng mà doanh nghiệp thì đóng trên đầu người, có nghĩa là cứ có đầu người tham gia bảo hiểm xã hội là phải đóng rồi, cho nên họ không có cái nguồn kinh phí để đóng bảo hiểm cho người lao động. Ngân hàng nhà nước đã có thông tư quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, hỗ trợ doanh nghiệp trong dịch Covid-19. Theo đó, các doanh nghiệp có dư nợ cần đáp ứng 3 điều kiện. Thứ nhất là dư nợ phát sinh từ hoạt động vay thuê tài chính. Thứ hai là khoản nợ phát sinh trong giai đoạn trả nợ từ ngày 23 tháng 1 đến ngày liền sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng công bố hết dịch Covid-19. Thứ ba là khách hàng vay vốn được đánh giá không có khả năng trả nợ ngắn hạn do dịch Covid-19. Các tiêu chí cụ thể sẽ có văn bản nội bộ gửi đến các ngân hàng. Khách hàng có khoản nợ đáp ứng điều kiện trên cũng sẽ được miễn giảm lãi phí. Các ngân hàng đã khẩn trương rà soát tình hình khách hàng vay vốn để chủ động xây dựng chương trình, kịch bản hành động nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn và bước đầu ghi nhận đã hỗ trợ cho trên 44.000 khách hàng với dư nợ khoảng 222.000 tỷ đồng. Vậy để tiếp tục đồng hành cùng khách hàng qua giai đoạn khó khăn này, ngân hàng cần có những giải pháp gì? Mời quý vị theo dõi chùm ý kiến được ghi nhận từ phóng viên của tạp chí Ngân hàng. Chúng tôi sẽ có những cái hỗ trợ khác, ví dụ như là các hỗ trợ phi tài chính. Chúng tôi sẽ tăng cường cái việc là nâng cao cái trình độ quản lý cũng như là năng lực quản trị của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ. Bởi vì là chiến lược của chúng tôi là thiên về doanh nghiệp nhỏ mà chúng tôi gọi là micro ấy. Đấy, thì doanh nghiệp nhỏ thì họ có cái khả năng chống đỡ cơ bản là yếu hơn so với các doanh nghiệp lớn. Thế cho nên ấy, là ngoài cái câu chuyện tài chính ở đây thì như chúng ta nói về câu chuyện lãi suất, về câu chuyện là các giải pháp cấu trúc nợ, thì chúng tôi sẽ còn các cái giải pháp về phi tài chính. Các chuyên gia về tài chính của chúng tôi sẽ đến đào tạo họ cách quản lý con người, cách gọi là thực hiện các cái phương pháp về kiểm định độ căng thẳng đối với tình hình tài chính của họ, để làm sao họ có thể có những cái sự lường trước, chuẩn bị trước cho cái sự dịch bệnh này. Mong muốn là khách hàng sẽ có cái sự hợp tác thật chặt chẽ với ngân hàng trong cái việc là khai báo tình hình tài chính đối với ngân hàng, và ngân hàng nhà nước cũng như là chính phủ sẽ có những cái động thái để mà hỗ trợ các cái doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp và nhiều ở cái vùng tâm dịch. Ngân hàng nhà nước cũng đang nghiên cứu và có lẽ cũng trong một thời gian không dài sẽ đưa ra những cái quyết định về cái lãi suất điều hành trong thời gian tới theo xu hướng khả năng có thể sẽ giảm tiếp cái lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước với các tổ chức tín dụng. Có mấy cái loại lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu rồi thì OMO cũng như cho vay qua đêm vân vân, để thấy được rằng là cũng là một trong những cơ chế chính sách để giúp cho các tổ chức tín dụng luôn luôn có cái thanh khoản dồi dào, cũng như hỗ trợ các tổ chức tín dụng có thêm những cái điều kiện, cái nguồn vốn nó thấp hơn, cái lãi suất thấp hơn để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Tiếp tục giảm phí thanh toán cho các, kể cả các tổ chức tín dụng cũng như các thành viên tham gia thanh toán trong nền kinh tế. Trước hết là giảm 50% cái phí hiện nay của Trung tâm Thông tin Tín dụng CIC thực hiện từ mùng 1 tháng 3. Trong thời gian tới, cái nhu cầu rất lớn đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là rất quan trọng. Phục vụ là sau khi hết dịch thì cái nhu cầu rất lớn. Và ngành ngân hàng chúng tôi cũng xác định rằng là nông nghiệp, nông thôn là một trong những lĩnh vực ưu tiên, thì sẽ dành vốn là ưu tiên đầu tư lĩnh vực này. Đồng thời là các ngân hàng cũng cam kết là sẽ cho vay với lãi suất giảm từ 0,5 đến 1%. Và như vậy đây là cái chương trình, chúng tôi cho là chương trình nhưng phải gói tín dụng
chương trình tín dụng mà có thể sẽ lớn hơn. Nhưng mà là do các tổ chức tín dụng cân đối tình hình tài chính của mình, tùy đến khả năng tài chính của mình để giảm mức lãi suất cho vay phù hợp từ 0,5. Trong cái giai đoạn khó khăn hiện nay của cả nền kinh tế phải ứng phó với việc là virus, thì thành ra là các cái ngân hàng phải là cái nơi mà chủ động trong cái việc là đề ra các cái chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài cái hỗ trợ về việc giãn nợ, giảm nợ rồi cho giảm lãi suất, thì các cái ngân hàng cũng làm sao mà hỗ trợ cho nhân viên chẳng hạn, trong cái việc là ví dụ như là giao tiếp với khách hàng thì có thể là hỗ trợ bằng cách là hạn chế việc gặp gỡ giữa nhân viên ngân hàng với lại doanh nghiệp, thì có thể là giao dịch bằng internet banking hoặc là các biện pháp khác, và cũng hỗ trợ khách hàng khi mà đến giao dịch bằng cách là phát khẩu trang hoặc là phát những cái nước để làm sao mà diệt trùng đấy. Thì đấy là cái mà ngân hàng có thể làm. Thế còn đối với doanh nghiệp thì tôi nghĩ là doanh nghiệp nào cũng khó khăn. Thế vì vậy mà đối với những doanh nghiệp mà đang khó khăn về mặt tín dụng thì cũng cần gặp trực tiếp những cái lãnh đạo ngân hàng, các giám đốc chi nhánh hoặc là ban lãnh đạo để đề xuất những cái phương án, đặc biệt là phương án là giãn nợ cho cái doanh nghiệp trong cái giai đoạn khó khăn hiện nay. Đến đây thì chương trình Tạp chí Ngân hàng tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Quý khán giả đừng quên có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn và liên tục cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.